xin chào đón quý vị đến với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Thưa quý vị, cũng đã từ lâu Bạn Muốn Hẹn Hò trở thành những người rất quen thuộc, những người bạn rất thân quen với những cặp đôi đang đi tìm một nửa yêu thương của mình. Ngày hôm nay cũng thế, chúng tôi sẽ kết nối hai cặp đôi để xem họ có duyên có phận với nhau hay không. Chúng ta chờ xem nhé. Cặp đôi đầu tiên bắt đầu. Đi ra đường em hay cầm tỏi, thầy bói nói á là em do ăn bò cho nên bị rớt, từ đó em không bò nữa. Trời đất ơi, em ế kiên trì luôn á. 25 mùa lúa trổ rồi em chưa từng nắm cổ tay ai. Dạ em cũng vậy, dạ em cũng vậy. Hả? Mời bạn nam. Thôi ngồi đi bạn. Mời bạn nữ. Rồi, mời em. Thôi, bây giờ mình giới thiệu về mình đi bạn. Dạ, em tên là Mai Nguyễn Tấn Đạt, em 25 tuổi, hiện em đang làm việc tại quận 9. Em là kỹ thuật viên, vận hành máy. Quê Đạt ở đâu? Quê em Long An chị. Rồi, mời em gái giới thiệu. Dạ, em chào chị Cát Tường, anh Huyền Linh và quý vị khán giả. Em tên là Vương Thị A Lo, thì em sinh năm 1995, em tuổi heo. Hiện tại là tư vấn y khoa cho một công ty về sức khỏe. Điểm mạnh, điểm yếu của mình là gì? Dạ, em biết nấu ăn, nói chuyện rất là to. Có thói quen là đi vệ sinh hay cầm điện thoại. Đi xe thì hay ngủ quên. Cho nên là cứ mỗi lần đi xe á là mẹ em cứ muốn liền em xuống không ạ. Bởi vì cứ sợ em té á, cứ gió hiu hiu là em ngủ gục. Nói chung là nhiều cái tật xấu lắm mà em kể rau ra chắc em mai. Em công nhận cũng thật lòng ghê. Đi toilet cầm điện thoại cũng nói nữa. Dạ, em thích sống ảo á. Sống ảo? Ủa trời ơi. Sống ảo trong toilet luôn hả? Thôi rồi, vô toilet mà cũng vậy nữa em hả? Tưởng đâu vô trong trọng mà chụp hình tự sướng nó đăng Facebook chứ. Dạ lâu lâu cũng rồi, chết rồi. Đăng lên cái là mệt luôn á nha. Rồi còn bạn trai. Điểm mạnh của em là biết ca hát, cũng nấu ăn cũng được. Còn điểm yếu của em là em rất là nhát đám đông, hay rụt rè. Bây giờ thôi hát bài cho đỡ rung đi. Dạ. Sẽ luôn thật gần bên em, sẽ luôn là vòng tay ấm êm, sẽ luôn là người yêu em, cùng em đi đến chân trời. Em có thói quen hay có sở thích gì không? Dạ, em đi ra đường em hay cầm tỏi. Bởi vì do em, bạn em nói em là tính hay dễ dụ á, tính khờ khờ á, cho nên đi đâu em cầm tỏi theo. Bữa nay có cầm tỏi lên vậy đây không? Dạ, cầm dụng quý, hôm nay có cái gì đựng trong đây á. À, có như đi đâu cầm tỏi theo vậy, sợ bị dụ. Dạ. Rồi còn có gì nữa? Có tỏi là dụ không được em hả? Dạ, tỏi tính ta. Em đi coi bói nhiều, người ta nói vậy. Sợ tao bỏ bùa đó. Dạ. Tỏi để giải bùa đúng không? Dạ. Rồi còn gì thói quen nào nữa không? Dạ, em không ăn bò. Cái gì? Không ăn thịt bò. Dạ, hồi đợt em đi thi đại học mà em rớt á, thầy bói nói á là em do ăn bò cho nên bị rớt. Từ đó em không bò nữa. Trời đất ơi, còn gì nữa không? Dạ còn, đi xe á thì em hay ngủ quên á, em tự lái, em tự té luôn. À. Trời, cô lạ ta. Ủa em, cái túi em để tỏi rồi cái tiền em bỏ đâu em? Dạ, ngày xưa thì lúc mà mới vào Sài Gòn á, em đi con mình em sợ, không giờ em đi xe 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 nữa. Em nhét tiền ở dưới cái dây á, cái xong rồi giờ không cho mang giày em phải nhét vô tóc. Cô này lạ thiệt, tỏi để túi, tiền để tất. Ủa em quê là ở đâu vậy em? Dạ em ở Phú Yên. À, chú quê Hoài Linh đó hả? Dạ đúng không? Hoa vàng trên cỏ xanh đó hả? Dạ, giờ mùa hè không có xanh nhưng nữa. Nhưng mà đó giờ có bị gạt gì lần nào chưa mà sợ đủ thứ vậy? Dạ chưa, sợ sợ mà gạt không ai gạt hết đâu. Tại bỏ tỏi nhiều quá không ai dám gạt. Nhiều khi bỏ cái trời mưa ướt cái thay cùng tỏi khác. Không, anh chỉ em cách này nè em. Bỏ tỏi cũng bị gạt nữa, em về em đâm tỏi nhuyễn ra. Xong để nguyên bịch em trét nguyên người trên đi đâu vậy, không ai dám dụ em chứ. Em thôi. Sợ đi ra đường á, người ta nói em bị hông nách cho nên em không dám chết tỏi đâu. Rất là thiệt thà. Thiệt có sao là nói vậy? Phú Yên đó mà. Bạn trai bên kia thì sao? Chắc em mua cho xà bông bưởi tắm cho bớt đi mùi tỏi quá chị ơi. Người ta bỏ trong túi đàng hoàng. Còn cái kia là người ta sợ, người ta tưởng vậy thôi chứ đâu có bị hôi đâu. Cái dụng viên mai em về em đâm ớt em tét tùm lum đi tình cho nó ngọt cái ổi cái tỏi, tỏi bên kia luôn. Thôi bây giờ nói chuyện vui thôi ha, bây giờ nói chút xíu về tình trường bạn đi. Em ế kiên trì luôn á. 25 mùa lúa trổ rồi em chưa từng nắm cổ tay ai. Cũng hai bên đây sao cưng? Dạ em cũng vậy. Dạ em cũng vậy. Hả? Em làm lại câu thơ cho bên kia đi. 20 mấy mùa sinh năm 95 là trời ơi đếm nữa hả, cộng tuổi đẻ luôn là 24 mùa lá đổ. Dạ
chưa ai cầm cổ tay. Dạ. Hy vọng ngày hôm nay anh cầm cổ tay mình. Dạ thôi cũng được. Được không? Dạ. Bữa nay không có đem tỏi lên đây là anh vô được đúng không? Có tỏi em cũng biết nữa. Trời ơi thiệt chứ, bây giờ muốn lấy chồng chưa? Dạ nếu hợp thì lấy. Như thế nào mới là hợp? Cao. Cao. Cao đừng có mít 75 trở lên là được. Bên đây không 75, 57 được không? Dạ cũng được. Nói chung là cao. Dễ dãi quá vậy. Cao, thẳng. Nhưng mà nếu có cong thì cong vừa vừa thôi, đừng cong quá. Ế rồi giờ gì cũng chịu hết. Cong cong cũng được nhưng mà đừng cong quá. Dạ. Tính tình có không thích cái gì người đàn ông không? Thì do em là gái ngành đó cũng không. Gái có gì? Dạ em làm ngành y tế cho nên là em cũng không quan trọng cái đó lắm. À. Cho nên là em chỉ thích là kiểu như là không có phụ thuộc vào cha mẹ. Nói chung không có xin tiền ba mẹ. Còn nếu xin là phải trả. Mượn mới trả, dạ, xin trả dạ. Gì nữa. Có nghĩa là thích người đàn ông tự lập. Dạ. Bạn trai sao em đáp ứng được bao nhiêu phần trăm? Những cái đó thì chắc tầm hơn 99% chị ạ. À. Rồi. Mẫu người của em sao? Em thích người bạn gái như thế nào? Dễ thương chút, tính tình vui vẻ, yêu thương gia đình là được rồi. Dạ. Cái đó em dư. Dư luôn hả? Em chỉ thiếu chiều cao thôi, cái gì em dư. Làm dâu được không? Dạ, được. Không có sao chị, nó đừng có khai ra chi. Dạ. Chào em. Dạ, chào chị. Em cao mét nhiêu? Em cao mét 68. Chuẩn quá ha. Mà bây giờ được thì chừng nào tiến tới hôn nhân? Trong 2 năm đổ lại là tiến tới hôn nhân. Mà có biết làm ăn gì không? Biết chứ chị. Chưa có mối tình nào sao biết là mình biết? Thì thử mới biết, chắc chắn là được. Có coi phim tình cảm thấy trai với gái hôn nhau chưa? Có chứ. Trong người mình cảm thấy sao? Thì cũng muốn hôn, nhưng mà chưa tìm ai nên ôm qua ôm cái ói, nhịn gói xong coi tiếp. Thẳng đúng không? Thẳng. Thích trai không? Không bỏ đi chị ơi. Ở đây ha. Rồi, để dạ. Chị coi đẹp trai lắm nha, cao ráo nha. Bây giờ người phụ nữ thế nào? Em thích gì nói luôn coi. Anh Nguyệt Lão xe duyên cho em người bạn nữ cao tầm 1m52 tới 60 cũng được. Đó thôi ha. Dạ. Nói đùa là cô gái 1m52 của bài đó chứ em thích người con gái khoảng từ 1m6 trở lên. Dạ. Rồi, tóc là dài dễ thương, ngắn. Tóc dài đen. Tóc dài đen. Đúng màu không? Màu đừng có chói quá là được. Sơn tay móng chân đủ màu được không? Một màu thôi, đủ màu nhìn lát mắt em nổ đom đóm. Xăm mình được không? Xăm mình thì em thì được nhưng mà gia đình em nghĩ không được. Trời ơi cao. Dễ thương quá. 1m52. Bài đó dễ thương lắm. Em biết bài đó. Em biết. Tại em nói lộn đó. Nó lộn đó. 1m52. Không cao như mọi người phải ngước nhìn. Dễ thương lắm. Chào em gái. Dễ thương. Vấn đề cao thấp không quan trọng. Quan trọng là cái đầu của mình. Đúng không? Dạ. Em có ghen không? Bởi chàng trai bên đây là cũng hơi đẹp trai. Nên là cũng dễ có cái cô gái theo lắm á. Em không quan trọng, con trai đương nhiên phải lăng nhăng rồi. Quan trọng là biết quay về là được. Mà em phát hiện ra là chết với em. Do là em có vỏ. Con trai phải lăng nhăng hả? Dạ em thấy bình thường. Bình thường? Dạ. Có củ tỏi nào không đưa coi? Bữa nay không có cái nào ở gánh hết. Dễ thương á. Rất là xinh, giọng nói lạ lắm nha. Dễ ấn tượng lắm á. Dạ. Rồi em ghét gì nhất cái đàn ông? Từ từ em quên tên bạn kia. Nhưng nãy em rung em nghe được kỹ thuật viên thôi. Đạt 25 tuổi. À dạ, đúng tên cha em. Hả? Dạ, đúng tên cha của em. Chết mồ không? Về bây giờ nữa gây lộn nữa. Đạt. Hả? Nhiều khi là không dám chửi anh. Chửi là ông già quýnh lại sao? Trời ơi, trùng hợp lạ ta. Không dễ thương. Em vui lắm á. Em có cái duyên ngầm nha. Quê của anh vợ anh gần bên em á. Nha Trang hay Bình Định á? Bình Định á. Dạ. Ừ. Xa lắc có em chưa đi. Có vỏ đó, đừng chọc được. Nha. Vỏ cổ truyền hả? Dạ sao anh biết? Thì thường Phú Yên mà Bình Định vỏ nhiều đó, em có thể múa một đường cho anh coi không? Dạ không, tím tím lại. Hả? Cho bạn em kia sợ nữa. Kệ nó không sao đâu. Trời, con gái có vỏ tốt có gì đâu. Đâu có sao đâu. Rồi, chấm đàn gái, dễ thương. Thông minh, hài hước. Được. Rồi bây giờ mình hỏi ý kiến người thân nè. Hôm nay em gái đi với ai? Dạ em đi với bạn thân từ nhỏ đến lớn. Chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh, chào bạn Nam, chào quý vị khán giả có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Em tên là Duyên, là bạn sát nhà với A Loan luôn, chơi thân từ nhỏ tới giờ luôn. Em có nhận xét về bạn thân của em á, phải nói là cực kỳ thật thà luôn, rất là vui tính. Bạn Loan á, thì là nấu ăn rất là ngon, biết chăm sóc gia đình, quan tâm tới ba mẹ và rất là hiếu thảo luôn.
Về phía bạn nam này á, thì em thấy bạn nam này là theo cái nhìn chung tổng thể và theo cái tâm tưởng của Loan á, thì bạn này là rất là hợp với Loan luôn. Nhìn cái phong thái, rồi nhìn cách nói chuyện, nhìn lúc mà bạn bước vào á, thì em thấy bạn có cầm thêm một cái món quà để tặng Loan. Và Loan rất là thích cái này. Dạ em xin hứa ạ. Thôi cảm ơn bạn. Thôi. Dễ thương quá. Bạn trai đi với ai? Dạ em đi với cha mẹ và em gái cùng bà chị của em. Chào Linh, chào Cát Tường. Dạ. Chào các khán giả ở trường quay. Cô là mẹ của Đạt. Đạt thì rất là nhát gái. Hôm nay đến trường quay cũng mong cho Đạt tìm được một nửa của mình. Cô gái bên đây cũng đẹp, hiền, cũng dễ thương, biết nấu ăn đồ. Cô thì cũng muốn kiếm được một con dâu ngoan hiền, lễ phép, biết lo cho chồng con. Mong hai đứa cho nhau cơ hội. Cảm ơn cô. Dạ, cảm ơn cô. Loan ơi Loan. Dạ. Em cũng đừng yên tâm, đừng lo lắng gì, bởi vì mẹ của Đạt thì cũng nhỏ con ha, cũng hợp với em lắm á. Thấy mẹ hiền rồi, ba đó hả? Ba Đạt á hả? Sao chú thấy sao chú, con dâu tương lai mình được không? Chào anh Quyền Linh và chào chị Cát Tường. Dạ. Thì thấy cháu gái bên đây nó cũng dễ thương, cũng do đài truyền hình này thế duyên, thì tôi cũng cảm ơn xin hết. Cảm ơn cả nhà. Bây giờ chúng ta mở rào cho hai bên gặp mặt. Bắt đầu. Có món quà tặng em. Anh thấy cái đây không? Cái gì? Đeo xong tay rồi. Ở nhà anh đông anh chị em không? Anh có một đứa em gái nữa đang học lớp 10. Dạ. Chắc cao lắm anh ha. Nó cao, nó ngồi. Dạ. Đừng có nói chuyện cao lùng gì đấy. Dạ. Vô chuyện tình cảm đi. Anh có thân với bạn gái đâu không? Trước cũng có thích đơn phương một cái bạn gái, nhưng mà chỉ là mức tình bạn ở đó thôi, không có hơn được nữa. Dạ anh cũng chông chánh như em luôn. Trước trong em chắc cũng chưa có mối tình nào, nhưng mà cả chơi thân với một bạn trai hồi ở sinh viên á, thì tụi em ăn chung, học chung, làm chung, tắm biển chung, chỉ có không ngủ chung thôi. Giờ mọi đứa cũng nói chung là không chung đường. Nghĩa là giờ bạn đi về quê bạn, còn em về quê em. Cho nên em cũng có rành về con trai lắm, nhưng mà về bệnh lý thì em rành. Rồi coi ảnh có bệnh gì không? Dạ em có chỉ tay thì em mới biết. Em có thể thoải mái. Đó em qua đi, em qua đi, em qua em bắt tay coi ảnh có bị bệnh gì không? Sao anh run dữ? Này chắc nó loạn nhịp rồi không ra quá. Sao? Dạ ảnh rung quá, chưa gì ta rối loạn thần kinh thực vật rồi á. Rung quá. Giờ em chuyển anh qua thực vật luôn rồi chứ. Nhưng mà rối loạn thần kinh thực vật là sao cô? Rối loạn thần kinh tim, những cái tim đập hồi hộp á. Dạ em thấy anh chắc cũng đúng là từng trải qua một cái cá tình đơn phương thì em có thấy. Ồ, thấy được luôn hả? Dạ, em thấy anh cũng giống người mà em đang tìm. Cho anh thấy em sao? Dạ, em không có cao 1m52 đâu. Chiều cao cũng không quan trọng lắm, mẹ anh cũng không có cao lắm. Chủ yếu là biết hiểu nhau là được. Dạ. Rồi, hết thời gian. Nào. Để tay vào bấm đi các bạn. Rồi. Bây giờ hai bạn hãy suy nghĩ thật kỹ nhé, và sẽ đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Mời em. Anh xin lỗi, em nghĩ là mình chưa có gì với nhau. Mong là em sẽ tìm được người dạ tốt với em. Bạn nghĩ gì mà bạn không bấm? Dạ em chưa có rung động thực sự, nên là nếu mà mình bấm thì mình sẽ có trách nhiệm với lại cái nút bấm đó. Chính xác. Dạ. Dạ thì không quen thì làm bạn. Hãy lạc quan lên, biết đâu sẽ có nhiều chàng trai đang theo dõi chương trình và sẽ bấm nút chọn bạn nhé. Rồi rất là dễ thương. Một cô gái rất là thông minh, lém lĩnh, hài hước, năng động nữa. Hy vọng rằng mỗi chúng ta sẽ tìm sớm cho mình một nửa yêu thương, một nửa manh ghép cho cuộc đời mình nhé. Dạ.
Nhưng không sao, hôm nay ta có thêm một người bạn, có thêm một món quà rất là xinh xinh, dễ thương ha. Rồi, chúc hai bạn sẽ sớm tìm được một nửa yêu thương của mình. Cảm ơn hai bạn. Rất tiếc là một chiếc Smart TV Akino 40 inch trị giá 6.990.000 đồng vẫn chưa có chủ nhân. Em không có mượn lý tưởng gì hết, em chỉ cần người đàn ông đó yêu thương em. Nếu thật sự anh yêu thương em thì những thứ khác anh sẽ vì em mà anh thay đổi tốt hơn. Em chia tay với bạn trai được lâu chưa em? Không phải tình yêu nào cũng tới được với nhau anh. 7 năm cũng chưa rồi lớn. Chúng tôi cũng rất tiếc nhưng không sao. Mỗi người sẽ có nhiều cơ hội để chúng ta tìm một nửa yêu thương của mình. Chúc họ sớm tìm được hạnh phúc. Còn bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai. Mời bạn nam. Ngồi đi bạn. Mời bạn nữ. Bây giờ thì hai bạn đã có mặt trên sân khấu. Chúng ta sẽ giới thiệu về nhau và nghe lời của nhau để cảm nhận về nhau nhé. Bắt đầu đi bạn trai. Xin chào anh Quyền Linh. Chào em. À, chào anh. Xin chào chị Cát Tường ạ. Dạ, chào bạn gái phía bên kia. Mình tên là Thiết. Năm nay 38 tuổi. Sống làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ở Bình Thạnh. Quê quán ở Thanh Hóa. Làm nhân viên kinh doanh Zecoro và băng tải, băng chuyển các loại. Mời mời bạn gái giới thiệu. Dạ, em tên là Đỗ Nữ Hồng Anh, quê em ở Bình Định. Em là biểu quận 1 và sinh sống ở Thủ Đức. Dạ, em là kỹ sư xây dựng. Ngầu ha. Dạ, cũng bình thường vậy. À, điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Dạ, điểm mạnh của em có là em thích nấu ăn, làm bánh, vui vẻ hay quan tâm người khác. Điểm yếu của em là em sợ đám đông, sợ ma, với là hát rất là dở. Mà có hay hát không? Dạ có chị, người hát dở hay thích hát lắm chị. Bây giờ hát thử một cái đi. Vui là chính. Dạ. Rồi. Ở nơi ấy trên đỉnh núi cao, chỉ có hai người, chỉ có hai người yêu nhau. Em mà hát hai hồi nữa chắc hai người hết yêu nhau á. Thôi bây giờ mình nói chút xíu về ưu điểm, khuyết điểm của mình đi. Mời bạn trai. Khuyết điểm là ăn cay không được, cũng hơi nóng tính. Không biết nói sao nhưng mà có những cái mà... À thôi. Hả? À thôi là sao? Cái gì mà nói đại đi, bữa nay mình nói mình mở cho nhau biết hết mà. Để mình có thể gọi là có cái hợp tính hay nhau không? Ngồi chết năm đồng này nó run run quá anh. Phải lấy nhát năm đồng luôn. Thì mình trải qua bao nhiêu mối tình rồi em? Dạ em có một mối tình. Chia tay cũng được 4 năm rồi chị. Mình quen bao lâu mà chia tay? Dạ 7 năm. Thật ra thì tụi em có những cái hiểu lầm trong cái mối quan hệ của tụi em từ phía gia đình chứ không phải từ phía hai phía tụi em. Có nghĩa là tình yêu cũng chưa đủ lớn đến mức để vượt qua những cái rào cản từ hai bên. Dạ em không nghĩ là vậy. Em chia tay với bạn trai được lâu chưa em? Dạ lâu rồi anh, hơn 4 năm rồi anh. Vậy từ 4 năm đó em từng quen ai chưa? Dạ chưa anh. Còn em? Với em thì trải qua 3 mối tình. Mối tình mới nhất cách đây khoảng hơn 1 năm. Yêu nhau cũng 1 năm. Cũng chưa sâu đậm gì đúng không? Vâng. Bạn gái cần một mẫu hình lý tưởng như thế nào? Em không có mượn lý tưởng gì hết, em chỉ cần người đàn ông đó yêu thương em. Nếu thật sự anh yêu thương em thì những thứ khác anh sẽ vì em mà anh thay đổi tốt hơn. Đức tin mới là quan trọng đối với em đúng không? Tính cách nhất chị là vì hiếu thuận với ba mẹ thì họ phải yêu thương mình. Điều gì em ghét nhất ở người bạn trai? Gia trưởng lại bạo hành đó chị. Bây giờ em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Yêu thương, quan tâm, chia sẻ mọi người. Chứ dù bất kể là ai mình hãy nên tôn trọng và yêu thương gia đình những người xung quanh. Là từ 1m60 trở lên. Rồi để anh qua bên kia coi kiểm tra có 60 trở lên không nha. Ôi chào cô gái. Dạ, đẹp. Chào chị. Kỹ sư xây dựng đó nha. Kỹ sư xây dựng. Em cao mét mấy? Dạ 1m56. Ủa sao nhìn cao dữ vậy ta? Cho anh hỏi chút xíu, kỹ sư xây dựng em có hay đi công trình không em? Dạ không anh. Em làm ở đâu vậy? Dạ em làm ở quận 1 anh. Em ở văn phòng là chính anh. Em có phải là người phụ nữ ghen không? Phụ nữ ai cũng có chút ghen á anh. Ghen nhiều, có nhiều người nói là đàn ông là phải là sở quyền sở hữu của riêng mình. Nếu mình sở hữu hoài mình sẽ cái tính kiểm soát con người mình anh. Đúng rồi. Mà kiểm soát mà mình nhăn riết mệt lắm. Người em thì thích vui vẻ. Anh nghĩ em là người đủ bản lĩnh ha. Một cô gái rất là xinh, rất là thông minh nha. Rồi, nếu mà chừng nào được thì chừng nào mình kết hôn được em gái. Nếu mình phải thật sự là người hai người xác định là mình sẵn sàng hết. À chào anh. Dạ chào chị. Em đoán thử là cổ là người như thế nào? Rất là chững chạc. Một cô gái mạnh mẽ đó. Thông minh. Nếu như bây giờ một vợ mình giỏi hơn mình thì anh có ngại không? Cái điều đó không thành vấn đề chị. Giỏi hơn là giỏi hơn, phải để người khác đánh giá thôi. Anh đã sẵn sàng kết hôn chưa? Dạ sẵn sàng rồi chị. Có làm dâu không anh? À, không chị. Cái chuyện đó là để nó hợp với hoàn cảnh thôi. Bảo để làm dễ thì không có đâu. Không phải là tự tin gì cả. Nhưng cái điều nếu mà để nói như vậy thì nó hơi quá một chút. Bởi vì chị nói làm dễ á.
không phải làm rể mà khi cưới về. Đâu có câu nào làm rể đâu, đang hỏi là. À, chị nói làm dâu. Đang nói làm dâu. À, có ý làm rể là anh không chịu làm rể đúng không? À. Mình có hơi gia trưởng không? Em thì không, em sống hòa đồng lắm. Rồi, được rồi. À. Hôm nay em đi với ai em trai? Em đi với có mấy người bạn, với một người em gái, em họ. Em chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường, MC của Bạn Muốn Hẹn Hò. Em là em gái của anh Thiết ạ. Để em khẳng định là anh Thiết thì em rất là thật thà. Kinh doanh thì không phải là giỏi lắm nhưng mà để cũng được. Thì em thấy chị là cái mẫu người là được của gia đình thì em thấy là cũng được. Quan trọng anh chị. Rồi. Bây giờ ta sẽ nghe là nhận xét từ bên đàn gái nào. Rồi, hôm nay em gái đi với ai? Dạ, em đi với anh trai, chị dâu em với lại đồng nghiệp của em ạ. Dạ, em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Em là Phương, là chị dâu của Oanh. Thì đến với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò thì gia đình cũng rất là mong muốn tìm cho Oanh được một người chồng biết thương yêu và chia sẻ. Tại vì ngoài cái tính hòa đồng thì Oanh cũng khá nhút nhát và sống nội tâm nữa. Cho nên thì cần một cái người có thể quan tâm, chia sẻ và hiểu được Oanh nhiều hơn trong cuộc sống. Về bạn trai thì em thấy là về ngoại hình khá là ổn. Về tính tình có thể anh còn khá là ít chia sẻ và có thể là hơi một xíu gia trưởng. Cái điều này thì có lẽ là không hợp với Oanh, tại vì Oanh thì một người rất là sống hòa đồng và chia sẻ với bạn bè. Nếu mà thấy cái cảm giác đầu tiên á, mà thấy hợp thì có thể chọn. Em xin cảm ơn chương trình. Cảm ơn chị. Xin nhận xét của chị. Để thay đổi không khí, xin hát Hôn Trường một bài hát. Để cho lấy tự tin anh Quỳ Linh ạ. Đúng rồi. Nằm nghe sóng vỗ từng lớp xa, bọt tràn theo từng làn gió đưa, một vầng trăng sáng với tình yêu chúng ta, vượt ngàn hải lý cũng không xa, biển rộng đất trời chỉ có ta, thì dòng ngân hà mình cũng qua. Biển không biên giới như tình anh với em, hơn cả những vì sao đêm. Rồi, xin em. Thoải mái chưa? Giọng rất là vang ha. Bây giờ quan trọng là hai người. Nào, rồi. Mở rào. Bắt đầu đi bạn trai. Dạ, chào em. Chào em. Có hoa đến chương trình xin tặng em. Em cũng có quà tặng anh đó. Hôm qua em có về làm bánh tặng anh. Có gì muốn hỏi em không? Anh hỏi em chút, tình yêu của em 7 năm. Dạ. Tại sao không đến được với nhau? Không phải tình yêu nào cũng tới được với nhau anh. Ai đến lúc phải lựa chọn, mình phải lựa chọn giữa gia đình với lại người mình yêu nhất. Có thể tình yêu của em chưa đủ lớn để có thể lựa chọn em. Ồ, 7 năm cũng chưa đủ lớn. Dạ. Chúng ta về chỗ ngồi đi cho nó tự nhiên hơn nào các bạn. Về cuộc sống thường ngày là em có hay đi chơi bạn bè hay là tụ họp đâu đó không? Dạ có, tính em vui vẻ hay đi chơi bạn bè. Ngoài công việc á, thì em về nhà làm bánh nấu ăn, còn không thì cũng hay tụ tập bạn bè. Anh cũng thích nấu ăn. Em có ăn cay được không? Ăn rất là cay. Em ăn cay, anh biết mọi người miền Trung phải không? Không dạ. Sao. Nhưng mà có một cái là em cũng hay đi du lịch đó. Dạ hả? Cũng thỉnh thoảng em cũng đi du lịch. Tại vì thường em đi du lịch cũng kết hợp với làm những cái việc thiện nguyện. Thì không biết là điều đó có gây khó khăn với anh không? Không, anh cũng thích đi du lịch. Nhưng đôi khi nếu mà có gia đình rồi thì nó phải phù hợp với cái hoàn cảnh và cái... Ví dụ như có con hay gì đó thì gia đình vướng bận nhiều thứ thì làm sao đi được. Nhưng mà có một điều cũng hơi khó là công việc của em đôi lúc về muộn. Thì anh có khó chịu về việc đó không? Em giới thiệu về công việc của em thêm chút xíu nha. Em ở công văn phòng thôi và viết các quyết, các hợp đồng, tính những cái chi phí xây dựng nhẹ. Chỉ ở văn phòng thôi? Dạ. Ok. Nhưng chết mà đồng. Cũng thường xuyên về muộn chứ không phải là về sớm. Tới về muộn là mấy giờ? Khoảng 7 giờ, 7 rưỡi thì em mới về tới nhà. 7 giờ, 7 rưỡi. Cái chuyện ăn uống thì người đàn ông á, nhiều khi anh thích nấu ăn lắm. Nhiều khi anh nấu mời bạn bè đến ăn mà. Cho nên hy vọng rằng nếu mà được nấu cơm để mà chờ người vợ về để ăn, đó là điều hạnh phúc đối với anh. Thực tế ngồi đây á, hầu như là anh cảm thấy nó có cái gì đó nó trong đám đông không nói được gì cả. Mình cảm nhận về đối phương như thế nào ngay lần đầu tiên mình gặp mặt? Nó có rất giống... là tuyệt vời chị. Một người rất xinh, chu toàn về gia đình. Đó là những cái mà em cần. Thật ra thì em thấy anh sợ ta. Tốt, cũng khá trầm. Em
nghĩ là vậy. Bạn trai có thể nói điều gì để tạo thêm niềm tin cho cô gái? Đây là một cô gái rất là chỉnh chạc, suy nghĩ rất là chín chắn. 15 giây cuối cùng cho anh. Qua đây được, có thể xin phép em cho anh được tìm hiểu. Dạ. Cho anh được tìm hiểu đến với em. Đấy là một cơ hội. Phía sau như thế nào, đó là do hai người quyết định. Cảm ơn em. Rồi. Cái bấm nút đó hết sức là quan trọng. Bấm bằng cả sự yêu thương của mình. Suy nghĩ cho kỹ. Đó là hạnh phúc của các bạn. Một, hai, ba. Hết thời hết gian. Hết thời gian. Sao em lại không bấm? Thật ra thì em cảm thấy là chưa sẵn sàng. Tại vì em có cảm giác là anh gia trưởng. Mà thật ra cái điểm đó là em rất là sợ đó. Nhát. Anh nghĩ rồi. Em còn một điều gì nữa. Gọi là tin vào anh ấy thôi chứ anh ấy không gia trưởng. Anh ấy có nói là anh ấy sẵn sàng có thể nấu cơm đợi vợ mình về ăn mà. Không sao chị, đâu còn thời gian mà. Dạ. Có sao đâu. Anh cảm thấy như thế nào ngay lúc này? Dạ. Để gặp gỡ được một người tài năng như thế này, em thấy rất là hạnh phúc. Họ vẫn nắm tay nhau đấy vẫn chứ. Vẫn nắm tay nhau đấy chứ. Không sao cả. Và hy vọng rằng hai bạn sẽ có thể tìm được hạnh phúc của mình. Có một chút em hơi tiếc ha. Tiếc. Bởi vì đây là một cô gái rất là sâu sắc, cũng rất là bản lĩnh, nên cũng cần một cái gì đó nó mạnh mẽ hơn không một phải, chút. Không phải, không trách chàng trai rất là muốn nói. Mà nói nhưng không được. Là không nói được. Dạ. Nó cứ ậm a, ậm ờ và thậm chí là không biết nói cái gì. Bởi vì cô gái bản lĩnh quá. Tôi muốn cặp đôi ngày hôm nay sẽ bấm nút lắm. Bởi chàng trai cũng dễ thương, vẫn hiền lành. Cô gái rất là thông minh. Mong rằng họ sẽ có thể gặp nhau ở đâu đó. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.